mắt yêu thương, ta trao phút giây ban đầu. Cảm giác yêu nhau cho ta luôn nghĩ đến nhau. Có lẽ hôm nay hai ta sẽ yêu nhau rồi, mình cùng chung lối nhé em người ơi. Anh sẽ bên em, ôm em những khi em buồn. Anh sẽ ru em, cho em yên giấc ngủ ngon. Những lúc cô đơn, anh vẫn giữ em trong lòng, dành trọn con tim nguyện trao đến em. Khi em bước đến, bao nhiêu muộn phiền trong anh biến tan. Em như ánh sáng soi cho đường tình anh không sai lối. Anh xin mãi mãi yêu em trọn đời, yêu không oán than. Chỉ cần em vui đối với anh vậy thôi. Đôi khi những lúc vu vơ giận hờn xin em bỏ qua. Mong em hãy nhớ anh yêu thật lòng và không gian dối. Anh sẽ cố gắng cho em những gì mà em ước mong. Anh sẽ nắm lấy tay em không bao giờ buồn. Giây ban đầu cảm giác yêu nhau cho ta luôn nghĩ đến nhau. Có lẽ hôm nay hai ta sẽ yêu nhau rồi, mình cùng chung lối nhé em người ơi. Anh sẽ bên em, ôm em những khi em buồn. Anh sẽ ru em, cho em yên giấc ngủ ngon. Những lúc cô đơn, anh vẫn giữ em trong lòng, dành trọn con tim nguyện trao đến em. Khi em bước đến, bao nhiêu muộn phiền trong anh biến tan. Em như ánh sáng soi cho đường tình anh không sai lối. Anh xin mãi mãi yêu em trọn đời, yêu không oán than. Chỉ cần em vui đối với anh vậy thôi. Đôi khi những lúc vu vơ giận hờn xin em bỏ qua. Mong em hãy nhớ anh yêu thật lòng và không gian dối. Anh sẽ cố gắng cho em những gì mà em ước mong. Anh sẽ nắm lấy tay em không bao giờ buồn. Khi em bước đến, bao nhiêu muộn phiền trong anh biến tan. Em như ánh sáng soi cho đường tình anh không sai lối. Anh xin mãi mãi yêu em trọn đời, yêu không oán than. Chỉ cần em vui đối với anh vậy thôi. Đôi khi những lúc vu vơ giận và xin em bỏ qua. Mong em hãy nhớ anh yêu thật lòng và không gian dối. Anh sẽ cố gắng cho em những gì mà em ước mong. Anh sẽ nắm lấy tay em không bao giờ buồn. Anh sẽ nắm lấy tay em không bao giờ buồn. Hãy subscribe.
trường. Đã hẹn cùng nhau thế giữ lấy quê hương, cho ngày hôm nay vai sánh vai trên công trường. Trời xanh chim hót hoa đưa hương, với cả tình ta nâng bước ta lên đường. Như ngày qua em mơ hậu phương, như ngày qua anh nơi chiến trường. Đã hẹn cùng nhau thế giữ lấy quê hương, cho ngày hôm nay vai sánh vai trên công trường. Trời xanh vườn ống khói xuân sang khắp nơi nơi, xua tan những nghèo đói, xua tan những lầm than, mẹ cha vẫn ước mơ, ngàn đời vẫn ước mơ. Dù nắng mưa vẫn bền chí, gió sương vẫn vững lòng, tình yêu đang rẽ sông để tô thắm non sông. Nhớ ghi mãi lời bác, trái tim mãi hồng tươi, để thay những lứa đôi vì quê hương mến yêu. Nào đi ta đi lên dựng xây quê hương ta bừng sáng đẹp trong muôn câu ca. Chim gì mà hót vui vang cả cánh rừng, vui chân ta cùng xuống chờ ươm trăng bay quanh bên những rừng mơ. Kìa một chàng trai bất sống từ đường mòn vách núi, anh vui gì mà sao bay vang cả cánh rừng, vui chân cùng xuống chờ bươm trăng bay quanh bên những rừng mơ. Xuống chợ ngại ngùng gì hỡi em, xuống chợ với em. Á là chàng trai khôi ngô quê.
đường gió nắng đổ mà chúng em vẫn vui chân đi bên anh mà chẳng nói được gì. Trong ngực em ấy là như có tiếng ngựa phi. Con gái có nụ cười đẹp quá, em vui gì mà líu lo như đàn chim trời mây bay lang thang trên đỉnh núi xa mờ. Anh đây như mây bên tôi đầy thơ. Xuống chợ ngại ngùng gì hỡi em. Xuống chợ với em. Chàng trai khôi ngô ghê. Ôi giọng của nàng hay quá, mà sao nàng xinh quá. Màu xanh tím đỏ nhảy nhót trong mắt em. Vui chân mà chẳng mua được gì. Trong ngực có tiếng ngựa phi. Ô chợ của mình vui vô, ô mà sao chẳng ấy vô. Đường xa nắng độ mà chúng em vẫn vui chân đi bên anh mà chẳng nói được gì. Trong ngực em ấy là như có tiếng ngựa phi. Mặt trời lặn sau vách núi, trở về chiều đã vắng. Chia tay lòng còn vấn vương, chưa kịp nói năng gì. Hẹn ngày chờ tới nhé, lại gặp rừng mơ ấy. Trên con đường mòn núi cao, bóng chẳng xa mờ. Trên con đường mòn núi cao, bóng chẳng xa mờ. Trên con đường mòn núi cao, bóng chẳng mờ. Chuyện chúng mình đã tính sao chưa?
vàng tím đẹp làm sao bướm bay chập chờn, đàn chim non véo von ngọn tre khăn màu son áo màu vàng. Ơi bà con đến xem mùa cưới, chân hài cong tay dù hồng, lâu thật lâu mới thấy được một ngày vui. Sáng hôm nay quê tôi ra xem, cô dâu con y trang mỹ miều, cô dâu non dung nhan mặn mà. Chà, nhà ai có ông rể quý, chà, nhà ai có cô dâu hiền. Ồ, ngô thay có con lợn quay, xôi đầy mâm, câu đầy buồn. Đây nguồn vui hiếm hoi ngày cưới, trông thật hay, trông buồn cười. Ra mà xem mới thấy được cả niềm vui. Anh ơi, người tình tôi ơi, anh ơi, xem người ta họ cưới nhau rồi. Em ơi, người tình tôi ơi, em ơi, chuyện chúng mình đã tính sao chưa? Xưa đã cùng em
hết năm. Ngôi trường nhiều năm anh đã cùng em không thể nào quên. Thương nhau bà ba bên vườn nhà, em ngắm vầng trăng non thì thầm. Anh về nơi ấy bao yên oanh, đừng quên ước hẹn cùng em ngoài thay. Em ơi, dù xa cách mặt lòng không phù nào. Chào cây và hỏi buông câu, con chim manh manh hót câu tình thương. Một vầng trăng nghiêng lên lén bên em, một dàn đầy hoa thiên lý em trông. Sẽ có một ngày không phải chờ lâu ta lại tìm nhau. Hương vị đồng quê thơm dịu dàng thấy bát ngát không. Gặp ai cũng mừng, gặp ai cũng chào. Em sẽ là cô dâu ngoại thành, anh dướng về quê thăm nội thành. Dâu hiền dễ thao đẹp biết bao, gặp ai cũng mừng, gặp ai cũng chào. La 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 la
lời cho Trung tâm Âm nhạc Hương Quê đội 13 Xuân Hòa Xuân Trường Nam Định. Xin mời toàn thể các quý vị cùng nhau giơ thật cao đôi tay để chúng ta đón chào tình yêu của hai bạn trẻ. Đó cũng là chúc mừng sức khỏe các bạn thể quý vị đang có mặt đông đủ sáng ngày hôm nay với một tràng pháo tay rộn rã như. Kính thưa quý vị và các bạn, trải qua những thời gian năm tháng tìm hiểu bên nhau rất chi là kỹ càng và cũng vô cùng là chín mùi. Thế rồi tình yêu của hai bạn trẻ tháng 10 năm 2016 Vĩnh Tân Nam Định sáng ngày hôm nay đó, thưa quý vị, sáng ngày hôm nay thì tình yêu của hai bạn ấy đã được sự nhất trí cũng như đăng ký thủ tục kết hôn của đôi bên chính quyền địa phương hai sở tại, hai tỉnh Nam Định, Bắc Giang, được sự đồng thuận, quan tâm vun đắp nhiệt tình của đôi bên gia đình hai dòng họ. Và thưa quý vị, buổi sáng nay thì có thể nói một thời tiết rất đẹp trời, tình yêu của hai bạn ấy đường bồng kết trái. Vậy là đôi bên gia đình họ nhà trai cùng với gia đình họ nhà gái chúng tôi có long trọng tổ chức chương trình ngày vui cho hai bạn sáng ngày hôm nay. Thưa quý vị, lúc này thì ban tổ chức xin dành lời cho đôi bên gia đình cùng hai bạn chân thành cảm ơn tất cả những tấm lòng vàng ngọc của các quý vị đã bút chút thời gian trở về đây chung vui, hòa chung niềm vui hạnh phúc của gia đình, và chúc mừng niềm vui cho hai bạn ấy chắc chắn sẽ thành công tốt đẹp. Thôi thì cũng vì hạnh phúc của đôi bên gia đình, vì tình yêu của hai bạn trẻ, vì quan hệ bạn bè và vì tình cảm của cháu con, một lần nữa xin mời toàn thể các quý vị chúng ta lại mời nước, mời thuốc, mời kẹo, mời trầu, cũng như giữ thật cao đôi tay để chúng ta chính thức tiến vào những thủ tục, những lễ nghi trong chương trình ăn hỏi sáng ngày hôm nay với một tràng pháo tay rộn rã nữa. Kính thưa quý vị, và để mở đầu cho khách mời, một vị đại biểu, ông sẽ đại diện cho gia đình và nhà trai từ Bắc Giang có đôi lời phát biểu. Xin trân trọng kính mời ông. Giao nhiệm vụ là cho cứu kiếm tiền tốt ở trên nhà, là bên nhà là giao nhiệm vụ là gia đình nhà ông kiếm là sửa cái lễ chỗ ngoài ngoài là trước hết là xin báo cáo với các cụ, các ông, các cụ, các ông, các bà, các bác ở dưới họ nhà gái thay mặt cho nhà trai giới thiệu với các cụ, các ông, các bác và có ông cháu, ông ngoại của cháu Xuyên và các chú, các thím, các họ là và đây cái lễ ở đây là xin báo cáo cho các ông các như vậy nghĩa đến kia. Rồi đôi lời phát biểu với những thủ tục lễ nghi của vị trưởng đoàn gia đình họ nhà trai từ Bắc Giang có ý kiến với gia đình của nhà gái. Thế thì để đáp lại cũng như lĩnh hội tất cả những ý kiến và thủ tục đó thì đến đây ban tổ chức chúng tôi cũng trân trọng và kính mời một vị đại biểu đại diện cho gia đình của nhà gái sẽ có đôi lời phát biểu đáp từ lĩnh hội và cảm ơn. Xin trân trọng kính mời ông. Các cụ, các bà, kính thưa toàn thể các quý vị đại biểu đại diện cho hai gia đình, hai dòng họ, thì cho phép tôi thay mặt cho gia đình họ nhà gái trước hết xin gửi tới các cụ, các bà cùng toàn thể các quý vị đại biểu một lời chúc sức khỏe và một lời chào trân trọng và hạnh phúc nhất. Kính thưa các quý vị đại biểu, để cho kiêm việc xa giao thì trước mắt tôi xin thay mặt cho gia đình xin trân trọng giới thiệu các quý vị đại biểu tại gia đình hôm nay thì có ba các cụ, các bà, thì ở trên giờ kia là hiện nay là có hai bà cụ. Khoảng như trong gia đình tôi là cụ ở đây, kia là hai cụ, còn lại là bà ngồi trong góc thì là bà bác, chúng tôi gọi là bác. Thế còn báo cáo với ông các bà thì ông vừa ngồi đây là ông đại trưởng họ của gia đình tôi, và đây là hai ông chú là ngăn hàng với mẹ bố tôi là bố Bẩm Thiệu. Còn xin báo cáo với cụ còn một kia là ông Minh là anh trai của ông Bẩm Thiệu và ông chú Bảy là em trai của bố Bản Yên. Thế còn kia là ông Thiệu, còn kia là các bà. Thì báo cáo với lại các quý vị đại biểu thì ngày hôm nay qua quá trình tìm hiểu của hai cháu và được sự giúp đỡ của hai trong gia đình đã nhất trí đồng thuận cho các cháu được 100 năm tìm hiểu và 100 năm sinh hoạt với nhau. Thì hôm nay gia đình nhà trai có tân lễ đến ăn hỏi và cũng là đồng thời ngày hôm nay sau khi buổi lễ ăn hỏi thì gia đình nhà trai tiếp tục có lễ xin dâu thì báo cáo các cụ thì thay mặt cho gia đình nhà gái tôi xin được tiếp nhận những cái lễ mà
quý vị đại biểu đại diện cho Hoàng Nhật Trang đã tổ chức ý kiến. Xin chân thành cảm ơn các quý vị và các cụ công nhân bạn. Xin hết rồi. Góc độ đã phát biểu, thế để về đến và trao nhau thì đúng là như vậy. Yêu nhau thì Kiên đã tìm đến vườn cao, chọn vườn to nhất để hôm sau đến nhà. Cùng với chú bác mẹ cha, xin được dâng linh thành kính ông bà tổ tiên. Vậy thế nên hôm nay bà con cô bác ba miền về đây đông đủ để xe duyên tư hồng. Thưa quý vị và các bạn, lúc này xin được trân trọng kính mời hai vị đại diện của nhà trai nhà gái, hai vị đứng lên để cùng trao những tấm lễ an hỏi cho nhau. Và trưa nay thì nhân dân đã từng nói rằng cây có tốt rễ mới xanh cành nở ngọn, mà nước trang chứa nguồn mới chảy được đến tận biển đông. Sống trên cuộc đời, con người phải có gốc rễ tổ tông, như cây có cội tựa sông có nguồn. Thế nên để chọn đạo lý uống nước như nguồn và ăn quả như người trồng cây, lúc này đây thì xin được trân trọng nương nhờ một vị đại diện của gia đình con nhà gái. Khi đã tiếp nhận tấm lễ ấy rồi, xin mời ông hãy chuyển lên ban thờ để gia đình chúng tôi thắp những nén hương hồng thành kính gia tiên. Trèo đây là ngã đấy. Em mới đi trở về đây chung vui với gia đình và cô dâu chú rể. Vậy thì đáp lại tất cả tấm lòng ấy thì xin mời cô dâu chú rể chúng ta đi vòng quanh các bàn nước để mời thuốc, mời nước, mời trầu đến tất cả các cụ, công các bà cũng như gia đình người thân đã về đây rất đủ trong buổi sáng ngày nay. Xin trân trọng. Mãi niềm tin bên nhau, dẫu tắt biển đông cũng cạn
câu ca xây đắm giai điệu hạnh phúc. Chào cô dâu xinh, bên chú rể anh tài, cùng nhau chung vai đắp xây ngày mai. Chúc mừng hạnh phúc đôi tân lang tân gia nhân tuyệt vời. Chúc mừng hạnh phúc mong lứa đôi sống bên nhau dài lâu. Cho em tình yêu mới,
trao nhau trái tim thầm, vòng tay ngập tràn tình hạnh phúc. Hát đi anh khúc xuân hồng. Yeah.
tiếng kia đấy. Cháu đâu là cũng mẹ chồng đi
và cái việc đưa cháu đưa dâu về trên này cũng lại có bố đẻ đưa lên, rất xin trân trọng giới thiệu là hai ông công gia kiểm là đây là trong miền thì hai đứng lên. Đây 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 đây. Hai ông đứng bắt tay nào. Hai ông đứng bắt tay nào. Đây. Mà đây. 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 Thì cho biết là xin được kính chúc sức khỏe của cô, các ông, các bà, các bác, các chú, các cậu, các cháu và đại gia đình của hai họ mạnh khỏe, phúc và tình cảm. Điều thứ hai nữa là nhiều người xin biết thì có là cô tên thì có bố của cháu, cậu của cháu, thầy chú trưởng của cháu, và cậu nữa. Đến đây cũng mọi người biết thì thực sự là tôi là tân sinh ra cháu Kiên cũng phải qua để các cô các bà ở dưới nhà biết là tôi sẽ được hai đứa cháu, một cháu gái cháu trai. Nhưng hôm nay thì một kỷ niệm hạnh phúc rất là lớn lao, tôi được thêm một đứa cháu là con của gia đình, tức là một thành viên chính thức của gia đình tôi rất hạnh phúc. Và hai họ chắc cô bạn cũng thấy tôi sẽ là quý cháu Huyền như con của tôi, cháu quý đất Huyền nào cháu Huyền, cháu Huyền từ nay trở đi sẽ là một thành viên chính thức trong gia đình của tôi. Thì các cụ ông bà các bác cũng cho phép vợ chồng tôi và gia đình của chúng tôi được như thế, chắc cả mọi thế. Và cũng mong rằng hai người chúng ta cái cầu nối chính là có cháu Kiên cháu Hiền là cầu nối để hai người gần gũi nhau, đường xa xa xôi nhưng tình cảm luôn gần gũi cũng đã hạnh phúc cho hai con hai cháu. Mong rằng điều đó các cháu bạn chị về đến các cháu bây giờ tôi được thêm một đứa con, tôi gia đình tôi hạnh phúc lắm, họ tộc tôi cả gia đình tôi hạnh phúc lắm, vui mừng lắm, không thể chết được. Và chỉ mong hai cháu là các con hãy tin vào cuộc sống, mong các con mạnh khỏe, hạnh phúc và phải có lòng tin. Khi có lòng tin rồi thì con làm gì thì được, đừng để mất lòng tin được có đâu, phải lòng tin cho con vượt qua hết. Bên cạnh các con là có các cụ công bà, các cô các bác, các chú gái các chị em và hàng xóm luôn bên cạnh của các con, kề vai với con, các con được hạnh phúc. Các con chỉ được mấy điều là bố mong hai con là sức khỏe, hạnh phúc, thành đạt. Và điều quan trọng các con phải lòng tin, các con sống trong cộng đồng, các con phải quan điểm quần chúng, sống với hàng xóm, phải quan điểm quần chúng. Lúc gần gũi với bố mẹ, gia đình, bên cạnh hàng xóm các con đi thăm hỏi bạn, thì mọi người tạo đạt cho các con. Lúc nào mọi người cũng đắc cái cuộc sống của con luôn luôn tươi trẻ, vui vẻ, hạnh phúc thì là mong con lúc nào đó là nguyện vọng của bố nói cho con thế. Chắc rằng hai bên mình đời bạn đều mong điều đó, và cũng rất dễ thì chắc rằng các ông bà đại nhà trai cũng quay kiến rồi, thì chỉ cuối cùng xin được kính chúc cả các cụ, các bà, các chú, các cậu, toàn thể chị em họ hai họ mạnh khỏe, thành đạt, tất cả đều hạnh phúc. Cảm ơn. Vâng ạ, các cô đây là mới lần đây là lớn đó ạ. Not sure if you know this, but when we first met I got so nervous, I couldn't speak. In that very moment I found the one, and my life I found its missing piece. So as long as I live for love, you will have and hold you. You look so beautiful in
look so beautiful in white tonight. What we have is timeless, my love is endless, and with this ring I say to the world, you're my every reason, you're all that I believe in. With all my heart I mean every word. Cô dâu của chúng ta hãy lên trên phòng cưới đại hội này để ra mắt các cô, các chú, các cậu, các quý chị, anh chị trong một buổi chương trình. Vâng ạ, các quý vị nhìn chú rể với cô dâu của chúng ta hôm nay có đẹp không ạ? Có xinh không ạ? Vâng ạ, rất là đẹp, rất là xinh phải không ạ? Hôm nay tôi sẽ làm cho tất cả các quý vị có mặt ở hội trường cưới cái xinh, cái đóng đinh và cái đẹp trong một buổi trưa ngày hôm nay. Mời quý vị của chúng ta hãy cho một tràng vỗ tay lớn của đẹp ạ. Vâng ạ, xin cảm ơn rất nhiều ạ. Chú giả của chúng ta theo bà đề bất dê, dê gì chẳng thấy đâu, lên lén những ngọn nửa hồng, lấy trao chân mới, xin được bắt đầu. Vâng, dù là trai hay là gái, dù ai đang ở dân tộc Thái hay ai đang ở dân tộc Kinh, dù ai đang ở trong Vinh hay ở trong Huế, dù ai đang đi làm tài xế hay đi lấy taxi, dù ai đang đi buôn TV hay đi bán hàng hóa, thậm chí dù ai ở tận Đông Thái ở cùng thôn, tất cả hãy về nhà chú rể ngày hôm nay. Chúng tôi cũng cảm ơn câu chân thành nhất quý vị ạ. Đúng là đi bốn bức trời hỏi đâu được lịch sự hơn người làm mối quê tôi. Cảm ơn quý khách gần xa đã đến dự đám cưới của hai nhà chúng tôi. Mời quý vị xin cùng ổn định chỗ ngồi và cùng chúc cho đôi vợ chồng mà đám cưới hôm nay thì rực rỡ màu hồng. Xin hỏi quý chị đã xin một tràng tay nữa. Vâng ạ, làm mối của tôi thì thực ra lại rất giàu, có trai con gái xinh đẹp tuyệt trần. Không tin thì cứ nhìn chú rể mà xem, anh cao to phong độ, anh đẹp trai ngời ngời. Cô dâu của chúng ta thì xinh đẹp tuyệt trần, một phần dễ mến lại một phần đáng yêu. Cháu được ví như chị Hằng Nga, thiên bồng ngư soái cũng phải khóc hòa vì yêu. Mà trông chú rể tiên cỏ chúng ta lại giống Thúy Kiều, cô dâu lại giống Thúy Kiều ngày xưa. Hai người ánh mắt đong đưa, nhìn nhau cay đắng mà lại say sưa tình lòng. Tối hôm qua cháu còn ngủ với U, hôm nay đã phải xa U mất rồi. Tối hôm qua chú rể tiên cỏ chúng ta lại ngủ một mình, hôm nay chú đã có nhiệt tình làm bên. Được sự nhất trí quân viên của hai bên gia đình, được sự nhất trí của chính quyền địa phương. Bây giờ hai em mới lên vợ lên chồng, thì mong quý vị đã trông thấy lên lớn đó. Vâng ạ, đúng là trên đời chỉ còn gì đẹp hơn thế. Hạnh phúc là bằng khung cửa lứa đôi, đúng là trăm hoa chỉ đua nở một ngày, không bằng một phút đợi chờ tình yêu. Vâng, kính mong các cụ ông chỉ đang say trà say thuốc, các cụ bà chỉ đang say nước say trầu, các bạn thanh niên lớn tính mắt nhìn mắt, tay nhìn tay, xem tay ai béo tay ai gầy. Hãy trao cho nhau ánh mắt tuyệt vời, hãy trao cho nhau những gì muốn trao. Các cụ nhà ta vẫn thường nói, đúng là con kiến mà đậu phải cành đa, đậu phải cành cụt thì lại leo ra leo vào. Mà con kiến mà đậu phải cành nào thì hôm nay chú chờ với cô dâu của chúng ta lại cắt. Vâng ạ, cắt bánh trong một buổi trưa ngày hôm nay. Quý vị ạ, quý vị ơi, tôi thấy đó. Vâng ạ, một chiếc bánh là rất là thiêng liêng và có ba tầng lớp. Vâng ạ, chú chờ với cô dâu của chúng ta cầm một cái thìa lên và cắt bánh đầu tiên để ước một điều ước cho ông bà của chúng ta đều là khỏe mạnh. Các quý vị có đồng ý không? Vâng ạ, và cô dâu và chú rể của chúng ta hãy hướng lên, hãy ra tay giáp cái bánh và cắt chiếc bánh đầu tiên đây ạ, chiếc bánh tầng đầu tiên lên để chúc cho ông bà của chúng ta, vâng ạ, khỏe mạnh suốt trong một năm cho rất là, và ước nguyện những điều ước cho tất cả các quý vị đều được chứng kiến trong một buổi chiều ngày hôm nay ạ. Vâng, chú giả với cô dâu của chúng ta, chú giả với cô dâu của chúng ta, hai bạn và cầm lên và cắt những chiếc bánh gato và hai bạn chúc mừng cho ông bà của chúng ta khỏe trăm năm khỏe mạnh trong một. Vâng, tôi đã nghe rồi. Vâng, chiếc bánh thứ hai chúc cho bố mẹ của chúng ta,
Và đều được khỏe mạnh và đều được là như ý muốn đâu ạ. Vâng ạ, hãy cho một chào của tôi lần này nữa quý vị ơi. Vâng ạ, có chiếc bánh gato cuối cùng là dành cho hạnh phúc, cho chàng làm hạnh phúc cho cô dâu chú rể kiên của chúng ta và thu hiền của chúng ta trong một buổi trưa ngày này quý vị ơi. Hãy đến nhà camera, hãy đến nhà chụp ảnh đâu chụp những ảnh mới nhất từ năm 2016. Lúc này là đang xử lý lúc 1101200. Vâng ạ, lúc máy hiện đại nhất thì hướng lên dịch vụ của hồ này chụp những ảnh đẹp nhất trong buổi trưa ngày nay ạ. Vâng ạ, bây giờ cô dâu chú rể của chúng ta hãy hướng vào bàn rót đứng chơi rượu sân banh rất là đẹp và rất là thăng hoa trong một buổi trưa ngày hôm nay. Kính mời một bác đại diện cho quan viên của họ nhà trai và một bác đại diện quan viên của họ nhà gái vâng ạ. Vâng ạ, cháu xin kính mời một bác đại diện quan viên cho họ nhà trai và một bác đại diện quan viên cho họ nhà gái hãy lên dùng lâm ly với cô dâu với chú rể hạnh phúc cho nó hạnh phúc nhất trong một buổi trưa ngày hôm nay ạ. Vâng ạ, mời một bác trưởng đoàn quan viên của họ nhà trai nhé. Vâng ạ, mời bác đứng bên này ạ. Vâng ạ, xin kính mời một bác quan viên đại diện cho họ nhà trai lên đây để uống ly rượu với các cháu. Trong năm chỉ có một ngày, mà một ngày chỉ có một giờ, một giờ là một thăng hoa nhất trong một buổi trưa ngày hôm nay ạ. Vâng ạ, chú già của chúng ta đã chuẩn bị chưa? Chuẩn bị bật sân bay lên cho tất cả các quý vị ra được nhìn trong một buổi trưa ngày hôm nay. Hãy đến nhà nước ảnh ở đâu, hãy chụp những cái ảnh lưu niệm đẹp nhất ở đây. Đến khi buổi trưa ngày hôm nay và các quý vị mà không có mặt ở đây thì trực tiếp tới ngày hôm nay vào lúc 7:30 tối ngày hôm nay quay trực tiếp lên trên VTV3 trong một buổi tối ngày nay. Một, hai, ba, ba. Chị đâu rồi? Chị bấu tay vào. Vâng ạ. Chúng ta chào các bạn đến đây quý vị ơi. Bây giờ mời một bác lên trên này để một bác quan viên đại diện cho họ nhà trai hãy lên trên này uống rượu, uống nhâm nhi vào với hai cháu hạnh phúc nhất cả đời của hai cháu trong một buổi trưa ngày hôm nay ạ. Rót lên đỉnh nhanh anh ơi, rót lên đỉnh, rót lên đỉnh cho chảy luôn đấy, bật cả chai luôn đi, cứ rót lên đấy. Vâng, hai vợ chồng cùng rót. Hello, tất cả quý vị của chúng ta hãy hướng lên rồi để xem những giây phút thăng hoa nhất, những giây phút lên thì đàng đẹp nhất trong một buổi chiều ngày hôm nay quý vị ơi. Ba, một, hai, ba. Hoa chạy ra. Vâng ạ, mời cô dâu và chú rể rót vào 4 ly để mời một bác đại diện trưởng đoàn cho họ nhà gái và một bác trưởng đoàn đại diện cho họ nhà trai trong một buổi trưa ngày hôm nay. Bây giờ là xin mời cô dâu của chúng ta hãy mời một bác đại diện phái đoàn cho họ nhà trai, còn chú rể của chúng ta thì mời một bác đại diện phái đoàn cho họ nhà gái trong một buổi trưa ngày hôm nay. Vâng ạ, mời hai bác bà cô dâu với chú rể cùng ly. Cô dâu với chú rể cùng ly một cô dâu thì cùng ly với bác nhà trai và chú rể cùng ly với bác nhà gái trong một buổi trưa ngày hôm nay. Quý vị của chúng ta hướng tới rồi chụp những kiểu ảnh đẹp nhất trong buổi trưa ngày nay ạ. Vâng, một, hai, ba. Vâng ạ, như Xuân Hòa vẫn từng nói, đúng là ngày hôm nay hai họ chúc mày tình chung một khắc lý dài trăm năm. Hôm nay tứ hải giao tình, khắc thì cũng biển như chung một nhà. Vâng, mời hai bác bắt tay một cái ạ. Bây giờ chúng ta đã chung một nhà trong một buổi trưa ngày hôm nay. Mời cháu mời hai bác xuống dưới kia bên trai để ngồi để hướng đến hội hôn để xem như phút thăng hoa nhất ạ.
Vâng là tiết mục của chúng ta có một buổi chiều ngày rất là thăng hoa. Tôi cũng quý anh chứng kiến ở đây một giây phút rất là đẹp. Vâng là chú rể của chúng ta, một năm có 12 tháng, một tháng có 30 ngày. Vâng là chú rể của chúng ta là một chiếc nhẫn này được vào 360 ngày. Chú rể của chúng ta hôm nay mới dành được người tri kỷ để tặng một chiếc nhẫn đẹp nhất một cuộc đời của chú rể để tặng cho cô dâu của chúng ta trong một buổi chiều ngày này ạ. Quý vị hãy cho một tràng tay lớn nữa. Vâng ạ, một đôi nhẫn này không phải là nhẫn bình thường đâu quý vị ạ. Một đôi nhẫn này là nhẫn rất là chỉ có đôi tình yêu mới có thôi ạ. Vâng ạ, ngày xưa thì không có chiếc nhẫn vàng, nhẫn bạc như bây giờ đâu quý vị ạ. Ngày xưa thì chỉ có một đôi nhẫn thông thường mà thôi. Nhưng mà trong đó chứa chan cả một chuyện tình cảm, cả một chuyện tri kỷ dành tặng cho nhau. Thế nên thời này mới có một câu thế này quý vị ạ. Ngày xưa thì nhẫn cỏ trao tay, bây giờ vàng bạc chất đầy vào lòng em kiên đây. Nhẫn này vừa mới bóc tem, vàng bốn con chín đính kèm kim cương. Nhẫn treo lối nhớ liệp thương, mà buổi trưa, buổi tối ngày hôm nay nhẫn phép chúng giải kiên của chúng ta lại là đè lên người của dâu ạ. Quý vị có nhẫn chí ở đấy không ạ? Quý vị nhẫn chí thì hãy cho Ngọc Hoàng một chào tay lớn ạ. Vừa có vào ạ, vừa và đúng là nhẫn chi kỷ dành tặng cho người yêu mình cũng khác. Vâng ạ, bây giờ cô dâu hãy đeo cho một cảm nhận cho chú rể trong một buổi trưa ngày hôm nay. Chỉ có một buổi trưa mà thôi ạ. Chú rể tiên của chúng ta hãy giơ ngón tay đẹp nhất lên để cho cô dâu đeo vào ạ. Vâng, vào chưa? Gần vào rồi ạ. 3, 2, vâng ạ, vâng ạ, anh chú trả tay lớn ạ. Vâng ạ, trước khi là tối qua chú trả kiên còn chúng ta đã nói với Ngọc Hoàng là thế này. Vâng ạ, tất cả quý vị hãy nhìn chú trả của chúng ta và con dâu của ta này rất là đẹp phải không ạ. Và bây giờ chú trả kiên hãy đứng quay về 35 độ 7 và cô dâu hãy đứng 73 độ 5. Quay mặt vào nhau ạ. Thế bây giờ tôi người chương trình cái hỏi chú rể là chú rể có biết cái gì mềm nhất của cô dâu ở đâu không ạ? Vâng ạ, chú rể của chúng ta là bảo là chưa biết được, nhưng mà không chưa biết được thì hôm nay tôi cho tất cả, tôi bật mí cho tất cả các quý vị để được biết được không ạ? Quý vị hãy cho một tràng tay lớn lên đó. Vâng ạ, cái mềm nhất của cô dâu là ở bờ eo ạ. Còn cô dâu của chúng ta có biết cái gì cứng nhất của chú rể ở đâu không ạ? Cô dâu bảo là biết rồi nhưng còn lâu mới nói. Nhưng mà hôm nay tôi sẽ cho cô dâu nói bằng được thì thôi ạ. Vậy là cái cứng nhất của chú rể của chúng ta là một bộ vai gì không bao giờ là gánh vác cả một cuộc đời của cô dâu và của chú rể trong một buổi trưa ngày hôm nay. Quý vị của chúng ta hướng đến là hồ trắng những phút thăng hoa nhất ạ. Vâng ạ, bây giờ là chú rể của chúng ta thơm vào mái trái hay là thơm vào mái phải thì cũng chỉ như các cháu bộ đội thơm các thiếu niên nhi đồng mà thôi, không thể tính được phải không ạ? Mà chú rể của chúng ta là phải thơm cô dâu vào môi mới tính được phải không ạ? Tất cả quý vị của chúng ta hãy hướng lên đầu em và cho một tràng ngón tay thật lớn để cho chú rể kia của chúng ta thơm vào làm là môi êm ái của cô dâu Thu Hiền của chúng ta đó. Vâng, được, quý vị hãy cho tràng tay lớn đó. Vâng, một chàng ngón tay các quả các quý vị là một chàng động lực lớn nhất của cô dâu và chú rể và cả Ngọc Hòa trong buổi trưa ngày hôm nay ạ. Vâng, bắt đầu từ đến từ 1 tới 3 thì chú rể của chúng ta thông cô dâu vào môi á. Nếu mà không thông không đúng thì thông từ bây giờ cho đến 19 giờ tới ngày nay ạ. Vâng, 1 2 3, hãy cho một tay lên. Vâng ạ, xin mời cô dâu chú rể xuống mời nước mời trà các cụ ông các cụ bà quan viên của họ nhà trai cũng như cả họ nhà gái trong một buổi trưa ngày hôm nay. Vâng ạ, chú rể với cô dâu của chúng ta hãy bước lên phong cưới hội hôn để cho mẹ của chú rể. Vâng ạ, mẹ của chú rể đó là bà Hải lên tặng những món quà đẹp nhất trong ngày cưới trong một buổi trưa ngày hôm nay ạ.
Vẫn là mời mẹ của chú giả cũng như là mẹ của cô dâu trong một buổi trưa ngày hôm nay. Mẹ có món quà lưu niệm mẹ tặng cho con trong một buổi trưa ngày hôm nay. Đúng là đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ, gánh cả cuộc đời không ai khổ bằng cha. Tình cảm rất đau đời không đau đời tình mẹ đúng không? Mẹ chỉ không thể có một cái gì bù đắp được qua tình cảm của mẹ dành cho con cái trong một buổi trưa ngày hôm nay. Mẹ chắc là đã lâu quá rồi tháo thì khó. Vâng ạ, ấy nhờ các bạn ấy là camera đâu chụp những kiểu ảnh đẹp nhất ạ. Mẹ ngoảnh ngoảnh nhìn cho đây để cho những kiểu ảnh mốt nhất trong năm 2016 trong một chương trình này. Vâng ạ, chụp thật nhiều đi ạ. Vâng ạ, đây là mẹ Kiểm. À, mẹ Hải, biết nào, mẹ Hải tặng con trai đi ạ. Vâng ạ, để tiếp mục mời mẹ và đặt tiền một chai để ngồi uống nước để giao lưu trong một buổi trưa ngày hôm nay, một buổi trưa tao hoa nhất. Bây giờ mời chị của chú giả, chị Huyền của chú giả của chúng ta hãy lên tặng những món quà lưu niệm đẹp nhất trong một buổi trưa ngày hôm nay. Chị đi vẫn cá bao nhiêu năm rồi, bây giờ bắt đầu chị mới có một cặp đẹp như thế này đây ạ, để chị tặng cho em trong một buổi trưa ngày hôm nay ạ. Và quý vị của chúng ta hãy hướng lên đời ơn và xem những giây phút tặng hoa để chị tặng cho em trong một buổi trưa ngày hôm nay. Cái này hơi lặng đây, em mà đeo cẩn thận là hơi bị mỏi tay đấy. Vâng ạ, bà chưa? Chị đo từ mấy tháng trước rồi cơ ạ? Chị tặng những món quà lưu lượng này cho em hạnh phúc để cho hai em trong một buổi trưa ngày hôm nay ạ.